sẽ được gửi tới các bác xe mẫu xe Toyota Form mới, Toyota Innova. Phần đầu xe được lên có sự khác biệt so với những chiếc xe đời 2012-13 rồi, đúng không ạ? Innova 2015, số sàn, máy xăng 2.0, độ thấp bên trong của xe đấy ạ. Quay sơ qua các bác nhá. Vô lăng của xe thì cũng đã có sự khác biệt rồi, đúng không ạ? Và phần táp lô cũng thế, cũng đã có sự khác biệt. Xe sạch sẽ gọn gàng, rất là cứng cáp. Một chiếc xe còn tương đối là cứng các bác nhá. Giá tiền hợp lý chỉ có hơn 300 triệu thôi. Hơn 300 triệu thôi các bạn, thì mình có thể là mua được chiếc xe này rồi. Mời các bác cùng xem qua video để cảm nhận. Trong video này thì em sẽ quay các bác xem chi tiết từng phần của chiếc xe nhá. À, phía sau thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, đèn nó được lối từ đầu bên kia sang bên đây rồi, đúng không ạ? Gọi là đèn băng. Với lớp sơn màu vàng cát rất là bóng đẹp. Biển Hà Nội, tên tư nhân nhá. Biển Hà Nội, tên tư nhân. Em quay sơ qua một chút về chiếc xe. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021 nhá. Dòng này thì có ABS rồi. Na răng đúc nguyên bản. Gương kính chỉnh điện nguyên bản, hai dàn điều hòa nguyên bản các bác nhá. Chiếc xe đảm bảo cho các bác luôn là không có lỗi. Không lỗi đâm va và không lỗi ngập nước đấy ạ. Phần nội thất ở trong đây. Xe được trang bị hai túi khí an toàn, một túi ở đây và một túi ở giữa vô lăng các bác nhá. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nguyên bản theo xe. Bây giờ em mời các bác xem chi tiết từng khu vực một của chiếc xe Toyota Innova này. Thì em sẽ quay các bác xem phần bên ngoài trước nhá. Các bác đang tìm đang mua, mình đang có nhu cầu mua dòng xe Toyota Innova đời 2013-2015 thì hiện tại cửa hàng em đang có hai chiếc. Một chiếc nữa đã có trong bãi đây. Chiếc đó màu bạc các bác nhá. Đấy, chiếc đó màu bạc, còn chiếc này là màu vàng cát này. Trước kia thì là biển 34 gốc Hà Nội, còn chiếc này là biển Hà Nội gốc Hà Nội luôn này. Đấy, form mới rồi đúng không ạ? Máy 2.0, những cái dòng xe Toyota Innova này thì các bác biết nhiên liệu như nào rồi đúng không ạ? Đấy, chỉ dưới 10 lít trên 100 km thôi. Một chiếc xe rất là phổ thông, thông dụng. Hiện tại đang được rất là nhiều nơi bán ở trên thị trường. Dòng này thì rất là phổ thông rồi, kể cả như là về đồ đạc, phụ tùng thay thế, rồi vấn đề sửa chữa đúng không ạ? Bảo dưỡng. Dòng này rất là lành và tiết kiệm chi phí khi các bác như mình sau này dùng đây. Rất là lành luôn. Sơn xi sạch sẽ nhá. Thân vỏ đẹp. Có đèn sinh nhan này thì nó hơi ố một chút này, về mình đánh đi được nhá. Đánh cái này hết có 100.000 một cái thôi. Quay và cũng chia sẻ với các bác mình luôn những cái vị trí xấu của chiếc xe luôn. Na răng đúc nhá. Đấy. Lốp ở trên thì vẫn còn dày, lốp ở dưới thì không dày cho lắm nhưng mà vẫn chạy được một thời gian nữa. Thân vỏ không bị bả ma tít nhá, mình gõ kêu loang quang luôn. Mời các bác đón xem phần bên ngoài của chiếc xe. Đèn trước sau rất là sáng này. Bây giờ em mở cánh ra nhé. Mở cánh ra. Nội thất được trang bị thiết kế là màu kem, màu vàng kem. Phía sau đây thì có trang bị những cái mắt cảm biến lùi này. Đấy, có gạt mưa và có đuôi gió. Đúng không ạ? Xe nội thất rất là sáng đẹp nhé, rất là sạch sẽ. Tiếp sẽ quay chi tiết sau. Bây giờ mời các bác xem nốt cái phần bên ngoài của chiếc xe này đã, đúng không ạ? Phần ngoài phía bên tài của chiếc xe. Số điện thoại của em được ghi ở trên biển kia nhá, là số 093 đây, 093 8586 307 và 0389 000 555. Điện thoại và Zalo em dùng theo hai số đó luôn.
các bác xem thêm hình hoặc là video về chiếc xe thì mình hãy kết nối qua Zalo cho bên em nhé, để bên em gửi hình, gửi video chi tiết cho. Mọi thủ tục mua bán vận chuyển các bác alo được tư vấn, mua bán vận chuyển được sang tên đổi chủ bên em đều hỗ trợ hết nhé, vận chuyển có thể tới tận nhà bên em, có dịch vụ chuyển xe tới tận nơi, tới tận nhà các bác luôn. Đấy, xem xe được thì mình trả tiền xe, còn thì không xem xe được thì bên em lại đánh về. Nếu các bác bận thì mình không cần phải đến xem xe trực tiếp luôn ạ, chỉ cần là các bác ok và nhất trí cái thì bên em sẽ làm thủ tục dẫn xe đến tận nhà các bác nhá. Đấy. Giao xe, đánh xe tới tận nhà các bác luôn để các bác xem. Và bây giờ thì em mời các bác xem phần nội thất bên trong. Đồ nhựa nội thất của xe vẫn còn đẹp đây, đúng không? Rất đẹp. Gương kính điều chỉnh điện hết các bác nhá. Độ ngoại thất của xe sáng sạch sẽ. Các bác mua về không phải làm gì nữa luôn nhá, từ phần trong cho ra đến ngoài mình không phải làm gì cả, chỉ việc đi thôi. Đây, gương kính của xe được thiết kế ở đây. Đây là công tắc chỉnh gầm này, đèn gầm. Đây, vô lăng đẹp nhá, không bị mòn, nó không bị mòn đúng không ạ, chỉ hơi bong bóng một chút ở cái khóe cạnh này tí này này. Đấy. Đấy, vô lăng của xe đây rất là đẹp, gai nổi lên nó rất là cao. Đầu đài là đầu CD các bác nhá. Mình có thể lên đầu đĩa hoặc là màn hình Android. Rồi, mời các bác đón xem kỹ và xem chi tiết để hiểu hơn về cái chiếc xe này. Và các bác nhà mình nếu thích chiếc xe này của bên em rồi nhá thì mình hãy gọi điện để được chốt giá nhá. Hoặc xem xe xong rồi chốt giá cũng được, hoặc là gọi điện để chốt giá ngay trên điện thoại cũng được nhá. Đấy, tất nhiên thì cái giá mà em đưa lên, cái giá mà em đưa lên thì vẫn có bớt thêm, ghim ở tiêu đề đấy ạ, ghim tiêu đề hoặc là ghim phần mô tả đấy ạ. Đấy, em hay ghim ở hai nơi, có thể là phần tiêu đề và có thể là ghim giá ở phần mô tả, cho nên là mình bấm vào để được xem nhá, bấm vào xem giá là bao nhiêu. Và các bác nhìn thấy giá rồi thì mình muốn có một cái giá tốt hơn nữa thì các bác hãy nhấc máy gọi điện để được tư vấn trực tiếp các bác nhá. Nội thất của xe đây, trần của xe thì vẫn là trần nỉ nguyên bản và còn rất là mới nhá, được bọc ni lông bên ngoài rồi cho nên là không bị bụi bặm gì, rất là mới. Hai cửa gió này được thổi cho hai hàng ghế này, và hai cửa gió đây là được thổi về cái hàng ghế đằng sau cuối cùng nhá. Dòng Innova nó như vậy đúng không ạ? Đèn đóm rất là sáng, keo chỉ nó không mất phân nào nhá. Đấy, keo chỉ của bác Innova nó không mất phân nào. Đây, những cái phần bu lông ốc vít của xe vẫn còn rất là sáng này. Mời các bác xem đến khu vực phía sau. Chỗ này mình để đồ thoải mái nhé, để đồ thoải mái luôn. Ghế thì nào có thể là mình hạ xuống như này, và có thể mình treo lên trên cái phần phần má này. Đấy. Dòng Innova nó như vậy. Sạch sẽ gọn gàng, thân vỏ đẹp nhé. Đây, các bác thấy, gõ kêu loang quang cả này. Và tiếp tục đây em mời các bác xem nốt hai cánh. Đây. Rất là chi tiết cho các bác ngắm. Bên em có dịch vụ là chuyển xe tới tận nơi các bác nhá. Đấy, và có mua bán trao đổi xe là trên toàn quốc nhé. Đấy, có dịch vụ mua bán trao đổi xe trên toàn quốc. Mình có bất cứ xe gì muốn bán hoặc là muốn đổi thì các bác cứ alo nhé, hoặc là đánh xe trực tiếp tới
bãi xe bên em ở tại địa chỉ là 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Xe gì cũng mua, xe gì cũng bán và xe gì nó cũng đổi hết các bác nhá. Chỉ cần là các bác có nhu cầu thôi. Giá thì luôn luôn hợp lý. Tất nhiên thì giá xe nó sẽ phù hợp với lại cái chất lượng. Đây các bác xem này. Rất là sáng đẹp nhá. Các bác mà có xe lỗi là mang đến đây là em không mua đâu, có đổi thì em có đổi thôi. Đấy. Đổi thì nếu mà xe mà lỗi thì em cũng sẽ bán cho người mà người ta không quan tâm đến lỗi. Đấy. Tất nhiên thì cửa hàng em không phải là 100% không bán lỗi. Đấy. Nhưng mà lên đến trên 90% là xe không có lỗi nhá. Có một vài trường hợp đặc biệt, đấy là người ta mang đến người ta đổi xe thôi. Thì có một vài chiếc lỗi. Và lỗi như nào thì bên em cũng sẽ nói luôn. Và bán giá làm sao rẻ hơn thị trường. Xe lỗi thì bán lỗi, đúng không ạ? Xe lỗi thì bán giá thấp thôi. Đây, cù lốp đây. Gầm nhá. Đây, gầm sàn đây, các bác xem. Xe không mục mọt gì nhá. Thân vỏ đẹp, không mục mọt gì. Bây giờ là tới phần động cơ đây rồi. Bây giờ nổ máy luôn này. Đây, đồng hồ trên đây được báo hiển thị là 19 vạn. Máy nổ lên rồi. Mời các bác cùng nghe tiếng máy nhé. Máy cũng chất luôn. Chứ máy dòng Innova này thì các bác biết rồi. Rất là lạnh đúng không ạ? Máy dòng này rất là lành nhá. Đầu tiên thì nó sẽ lổ to một chút và sẽ giảm ngay trong vòng vài phút nữa nhé, trong khoảng một phút là máy nó sẽ lổ nhỏ đi cho em nhé. Đấy, máy đây. Đấy, có cục phanh ABS cũng đầy đủ đây. Máy số mình không chê được nhá. Đấy, máy số lại chất luôn, gầm bệ chắc, xe chạy rất là êm ái và rất là chắc chắn luôn. Đấy thì chiếc xe Innova này em cũng đã tả và cũng đã giới thiệu cho các bác mình biết thông tin và đã quay xem hình từng phần một của chiếc xe thôi. Thì các bác đang có nhu cầu đang tìm mua để mình alo ngay và alo trực tiếp cho bên em luôn để được chốt nhá. Cứ alo sớm thì sẽ có giá tốt. Đấy, các bác mình hãy nhấc máy lên alo gọi điện. Rồi ok, video em xin được kết thúc nhé.